thấy là ông kia không? Ông kia kìa, ông đang quay kìa. Hai ông Dũng với ông Tài cũng đẹp trai. Ông Tài cũng đẹp trai. Ông không biết sao không? Chẳng biết hết gì. Không có gì hết trơn á. À, thì có gì đâu. Nhưng mà có lẽ bảo có tiếng không có miếng. Không biết gì hết trơn. Ngày xưa nhá. Anh bên can trực tiếp theo hai tiếng điệu. Tiếng điệu nhá là có hai thằng chú. Một là chó này này. Hai là chó này này. Chú chó này. Ai là có chui vào cả cái cây cảnh chốt. Mày, nhưng mà bây giờ em có tập đẹp chết. Ngày thứ hai nó vừa thôi. Ủa chung chó là thằng nào hả? Thằng chó là chú anh sẽ tắt rồi. Không có tiêu à? Cái đâu có tiêu à? Chú tên là đi tàu. Chú bàn bên đây không? Chú bàn bên đây không? Chú bàn bên đây không? Bắt bắt yêu bia. Chứ khỏe. Mọi người ra đây. Khỏe 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 ra đây. 3, 4 rồi. Mà chưa có thời gian để tập. Rót cho nó. Tập nhẹ thôi. Bộ biết. Nhưng mà mấy cảnh như đẹp thế hiện chưa? Chưa đẹp. Chưa tao giờ vui. Cứ chưa lại không đâu. Chưa vô đi ạ. Hôm nay vô. Hôm nay nhờ bạn Dũng mà có cuộc hôm nay là bay. Nhờ thằng này nè, hai bữa vô Sài Gòn. Con hồ cái, con sào cái. Tất cả nó về hết. Đúng rồi. Cái bụng rồi đều bọn này anh trẻ cho tao chuyện của anh với mình có gì đâu. Đúng rồi, anh trẻ tiếp rồi. Bây giờ này em nên tập chỗ này. Đúng rồi, anh em này đối được rồi, anh cứ chan cho đi đều chan đi anh. Cảm ơn em. Và hôm bữa em vô Sài Gòn mới có ngày hôm nay. Cái đấy là đau lỗ của em anh Khang ấy. Nhưng mà anh là rất là em á, nhờ em. Không, 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 anh em là anh với Biển là muốn từ năm ngoái rồi. Hai mươi năm nói ít thôi. Anh mày bây giờ còn già còn nói được là mày mừng như sao đây mày được kêu anh nói ít thôi. Biển nó ăn đấy nó được anh. Nhưng mà lúc anh thì đéo nói được, lúc đấy chú đến hỏi thăm thì mẹ nó đấy mà anh ra này không nói. Anh trả nhá, anh đổ ra chén kia nhá. Không có đổ cái đéo nào nhá. Mới bảo nó ông bật camera cho nó xem lại. Không có đổ. Nó nói giỡn vui thôi. Thôi em út nó còn trẻ tuổi, nó xin lỗi cái. Ở đây có camera giám sát nên đủ đủ lớp bẩn. Chính xác. Em bên giám định nha anh nhỉ. Em biết thôi. Em bên giám định. Cái em. Giám định thì là đằng Hoa, đằng này là ngày xưa IAC. Chú ngồi cạnh đừng có nói. Không, anh ơi. Ây xe có chôn. À có ạ. Có mà em biết. Em bỏ nghe không? Biết rồi. Em bỏ nghe rồi.